Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công luận nói gì về vụ án Nguyễn Văn Trưởng? Theo thông tin Thời báo.d đã đưa, vào ngày 4 tháng 8 năm 2023, gia đình tử tù Nguyễn Văn Trưởng nhận được thông báo từ tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng về việc làm đơn xin nhận tử thi, tro cốt của người bị thi hành án tử hình. Hình ảnh thông báo của tòa án Hải Phòng gửi cho gia đình trưởng ngày 4 tháng 8. Thông báo không nói rõ ngày thi hành án hay Nguyễn Văn Trưởng đã bị xử tử hay chưa. Tuy nhiên, theo luật thi hành án hình sự, ngày thi hành án sẽ do một hội đồng thi hành án quyết định sau khi có quyết định thi hành án của tòa án. Thông báo do phó chánh án Phạm Văn Phích ký. Nguyễn Trường Chinh cha của tử tù Nguyễn Văn Trưởng, chia sẻ với AFA rằng chính quyền mời ông ra ủy ban xã để thông báo việc này. Ông Chinh sau đó ghi vào biên bản rằng. Còn tôi không có tội mà cố tình thi hành án tử hình. Tôi sẽ nhận xác và đem xác đấy lên cơ quan trung ương đảng, cơ quan nhà nước Việt Nam để kêu oan cho con. Tôi cũng hỏi họ là có quyết định thi hành án hay không, mà thông báo nhận cho cốt hay xác thì họ nói có quyết định thi hành án rồi. Nhưng tại sao họ lại không cho tôi biết thi hành án ngày nào và tôi không nhận được quyết định thi hành án, ông Trinh nói thêm. Blogger Bùi Thanh Hiếu phân tích trên Facebook cá nhân của mình rằng đỗ hữu ca giám đốc công an thành phố hải phòng đã ém nhẹm vụ này xóa dấu vết và đổ tội cho nguyễn văn trưởng ai chứ anh ca thì thiên hạ đến giờ đều biết cái gì anh chẳng dám làm từ cướp đất của đoàn văn vương đến nhận hối lộ chạy án nếu chuyện này là anh ca thì thừa gan làm suy diễn thì tất nhiên không thể là chứng cứ để khẳng định nguyễn văn trưởng vô tội nhưng thực sự thì động cơ gây án của trưởng và hành vi tuần tra của anh Sinh đều rất vô lý. Càng vô lý hơn là cả hai cái vô lý lại cùng gặp nhau và thành vụ án. Vụ án này bị Trương Hòa Bình khi đó cầm chịch tòa án tối cao, bác bỏ mọi đơn kêu oan khiến cho gia đình trưởng không còn cơ quan pháp lý nào để khiếu kiện nữa. Theo tôi, Võ Văn Thưởng nên ra quyết định hợp tình hợp lý nào đó để thi hành án Nguyễn Văn Trưởng bị đình lại, để thực sự thuyết phục rồi đem xử cũng chưa muộn hình ảnh đây là những con hưu làm bằng ni lông gửi từ phòng biệt giam của tử tù nguyễn văn trưởng mọi người có thể nhìn được rõ ba tự viết trên ước của hưu oan nhà báo nguyễn thông thì cho biết những ông bà hiểu luật từng bảo rằng tòa án không thể kết tội tay trùm công an nhận rượu hoàng văn hưng mà cần áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội vậy tại sao không lên tiếng bên vực tử tù nguyễn văn chưởng sắp bị thi hành án tử hình đi chả có chứng cứ gì là anh này thủ ác thậm chí hơn chục năm nay còn bị coi là án oan tòa có thể bất chấp luật pháp kết án hưng chung thân hưng sẽ không chết thậm chí còn được tha sớm nhưng kết án tử hình và thi hành án chưởng dù không chứng minh được hành vi phạm tội thì sẽ giết chết một mạng người sau này có nhận ra sai thì cũng không sửa sai được. Những người quyết giết chết trưởng khi chưa chứng minh được rõ ràng anh này là có tội, hãy làm cam kết sau khi giết trưởng rồi nếu bị sai thì sẽ bị trời đánh thánh vật luật trời. Trước đó năm 2011, viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị hủy bản án đối với trưởng và đề nghị xét xử lại nhưng bị tòa án tối cao bác đề nghị này. Đến năm 2012, năm văn phòng luật sư biện hộ cho Nguyễn Văn Trưởng cùng làm kiến nghị gửi Chủ tịch nước dừng thi hành án ngay lập tức vì những dấu hiệu oan sai trong vụ án. Hầu hết các vụ án oan ngất trời của Việt Nam đều dựa chính vào lời khai của nạn nhân và chữ ký. Thế nhưng con đường đến với những bản khai nhận tội đó ít ai biết là máu và nước mắt đã được lau sạch, chỉ còn lại lấp lánh chiến công và sự ngạo nghễ của công an điều tra. Các trường hợp tử tù khi may mắn được minh oan đã kể lại những nhục hình kinh hoàng nếu không muốn nói là thú vật từ công an điều tra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin công luận nói gì về vụ án Nguyễn Văn Trưởng. Người Philippines có những hành động chống Việt Nam. Ngày 1 tháng 8, một bản tin trên AFA tiếng Việt cho biết người Philippines biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở Manila chống đánh bắt cá. Theo đó, hàng chục người Philippines thuộc nhóm chiến binh Macabansa hôm 1 tháng 8 đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam tại quận Malate, thủ đô Manila, hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn tin từ Philippines cho biết nhóm lên án hành động được cho là quân sự hóa biển Tây Philippines, tức là biển Đông, theo cách gọi của Việt Nam, và kêu gọi Việt Nam ngừng đánh bắt cá dọc theo bờ biển của nhóm đảo Kalayan thuộc quần đảo Trường Sa, các hình ảnh chụp tại cuộc biểu tình cho thấy nhóm này đã xé cờ đỏ sao vàng được in trên giấy bìa cứng đồng thời mang theo các biểu ngữ bằng tiếng anh và tiếng phi như việt nam ngừng ngay quân sự hóa nhóm đảo kalajan hòa bình chứ không chiến tranh hay bảo vệ phòng thủ nhóm đảo kalajan bình luận về sự kiện này nhà nghiên cứu đinh kim phúc khẳng định philippines không có một chứng cứ lịch sử hay cơ sở pháp lý nào để đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo trường sa đăng trên trang BOSIT Việt Nam ngày 2 tháng 8. Ông Đinh Kim Phúc cho rằng mục đích của âm mưu này không ngoài việc rêu rào hoạt động xây đảo của Việt Nam, xem Việt Nam là kẻ gây hấn lớn ở quần đảo Trường Sa, chia rẽ Việt Nam với Philippines, Malaysia, cũng như hướng dư luận Philippines có thái độ không thân thiện với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, phá hoại sự đoàn kết trong ASEAN. Song theo ông Phúc, Makabasa không hẳn là đại diện cho người Philippines. Hình ảnh bài bình luận của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc trên trang Bosit Việt Nam. Ông Phúc dẫn bình luận của tác giả Ron Bangalangan, người Philippines, ngày 14 tháng 3 năm 2008 nói rằng quyền của chúng tôi đối với các đảo của mình có xuất phát điểm từ Hiệp ước Hòa bình 1898 giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Tây Ban Nha nhượng cho Hoa Kỳ quần đảo được biết như là các hòn đảo của Philippines và bao gồm những hòn đảo nằm trong phạm vi đường ranh giới dưới đây. Điều này có ý nghĩa đặc biệt vì Trường Sa nằm trong đường ranh giới được phân chia đó thuộc phạm vi quy định của hiệp ước đó. Vẫn theo ông Phúc, ngày 24 tháng 3 năm 2008, tham mưu trưởng quân đội Philippines, đại tướng Hemogen Esperon cho biết ông đã bị bà Arroyo, tổng thống Philippines lúc đó khiển trách khi ông báo cáo là chuẩn bị đến thăm dãy đảo Kalayan thuộc Trường Sa. Ông Đinh Kim Phúc dẫn một bằng chứng khác đó là hiệp ước phòng thủ chung giữa Hoa Kỳ và Philippines ngày 21 tháng 5 năm 1984 không coi quần đảo Kalayan là bộ phận lãnh thổ của Philippines. Một sự kiện khác có liên quan đó là việc Philippines chặn tàu đánh cá Việt Nam tại bãi cỏ rồng vào ngày 9 tháng 2 được các bản tin tiếng Anh đưa tin hình ảnh bản tin tiếng Anh của IFA về việc Philippines chặn tàu cá Việt Nam tại bãi cỏ rồng. Theo đó, các thành viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã tiếp cận một tàu cá treo cờ Việt Nam trên vùng biển mà họ cho rằng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở Biển Đông. Trên thực tế, bãi cỏ rồng nằm trong vùng biển tranh chấp giữa Việt Nam và Philippines, hiện do phía Philippines kiểm soát, nhưng Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Bãi cỏ rồng, người Philippines gọi là Recto Bank, là một rặng san hô chìm dưới nước, nằm về phía đông bắc quần đảo Trường Sa, ngoài khơi đảo Palawan của Philippines, nơi có trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên khổng lồ. Hiện nay, quần đảo Trường Sa đang là đối tượng tranh chấp của 6 bên, bao gồm Brunei, Đài Loan, Malaysia, Philippines, Trung Quốc và Việt Nam. Các bên đều có những yêu sách trồng lớn ở Biển Đông, bao gồm cả bãi cỏ rồng và nhóm đảo Kalayan. Đảo thị tứ mà Philippines đang kiểm soát là đảo lớn thứ hai về mặt diện tích trong quần đảo Trường Sa gần đây Philippines đã tăng cường tuần tra ở Biển Đông và đây là chỉ thị của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhằm tăng cường và gia tăng sự hiện diện của họ trong khu vực. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng đã lên các tàu đánh cá của Philippines ở vùng biển trong và xung quanh nhóm đảo kalayan để tư vấn cho ngư dân địa phương liên lạc với họ hoặc các đơn vị bờ biển của lực lượng vũ trang Philippines trong khu vực để được hỗ trợ khi cần thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Người Philippines có những hành động chống Việt Nam Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê